tháng 8 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đồng tình, ủng hộ với quy định 117, nhiều chuyên gia cho rằng sự ra đời của quy định là một tiến bộ rất lớn. Đó là tinh thần công, tội rạch ròi. Cán bộ làm sai phải bị xử lý. Ngược lại, cán bộ bị kỷ luật oan phải được xin lỗi, khắc phục. Đây vừa là bản chất tốt đẹp của đảng ta, nhưng đồng thời là cái động lực để thúc đẩy cho đảng ta ngày càng được xây dựng một cách trong sạch, vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Thì có thể nói là không phải đến bây giờ, mà ngay từ khi đảng ta ra đời, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng ta, cũng đã luôn luôn dặn dò chúng ta, luôn luôn phải biết tự phê bình, tự kiểm điểm bản thân, tự soi, tự sửa, để nhận ra lỗi lầm, khuyết điểm của mình để khắc phục được tốt hơn. Thì đó là cái mà chúng ta thấy được cái bản chất tốt đẹp, là cái tính văn hóa ở ngay trong cái xuất xứ của vấn đề. Như vậy, chúng ta có thể thấy, xin lỗi là hành động tự nhận khuyết điểm, sai lầm về mình, đồng thời là sự đồng cảm, sẻ chia với người bị tổn thương, thiệt hại. Đảng ta đã tự nhìn nhận, cũng có những lúc mắc sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, khi xử lý thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên oan, thì cần phải xin lỗi và phục hồi quyền lợi kịp thời. Quy định 117 ban hành đã góp phần cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời kỳ mới, được đảng viên phấn khởi đón nhận. Cái việc này chúng tôi thấy là đấy là một cái việc mà để khẳng định rằng Đảng của chúng ta đã có bước nhìn nhận mới, dám nghĩ, dám làm, sai dám nhận, nhận công khai và khôi phục lại quyền lợi cho tổ chức đảng và đảng viên. Đây là việc làm rất thiết thực. Và cũng từ cái văn bản này thì tôi cho rằng là nó có giúp cho tổ chức đảng, rồi đảng viên, rồi những người được tham gia thi hành, thực hiện cái nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng ấy, phải cẩn trọng hơn, nghiên cứu kỹ hơn trong cái thực hiện cái nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Quy định 117 có 4 chương, 15 điều, đề cập cụ thể từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, căn cứ, trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi, cũng như những trường hợp bị oan thật nhưng không được xin lỗi, phục hồi quyền lợi. Tại các cấp ủy đảng cơ sở, ngoài việc triển khai đến tận chi bộ và đảng viên, thì quy định còn là kim chỉ nam cho công tác giám sát, kỷ luật trong đảng. Đối với cái quy định này thì tôi nghĩ rằng là tạo cái lòng tin cho cán bộ đảng viên để yên tâm phấn đấu, dám nói, dám làm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng góp phần trong việc thực hiện, tức là cái công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được chặt chẽ hơn, hạn chế được các cái vấn đề xử lý oan sai. Ngoài cái việc quán triệt các nội dung trong quy định 117, thì Ủy ban kiểm tra huyện ủy còn tiến hành là tham mưu cho Ban thường vụ tập huấn các cái văn bản chính sách về các cái quy định của đảng về công tác kiểm tra giám sát. Quá đó để nâng cao cái năng lực trình độ của các cái tổ chức đảng trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quy định 117 gồm hai nội dung: xin lỗi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đối với việc xin lỗi tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan, quy định nêu rõ các bước thực hiện, đó là khi có kết luận hoặc quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền xác định một đảng viên hoặc tổ chức đảng bị kỷ luật oan, thì tổ chức đảng đã ra quyết định kỷ luật oan phải thực hiện việc xin lỗi. Việc xin lỗi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải được thực hiện kịp thời, công khai, khách quan. Tổ chức đã quyết định kỷ luật oan phải công bố nội dung xin lỗi gửi các tổ chức đảng trực thuộc, đăng công khai trên báo chí của địa phương, trang thông tin điện tử của cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng, đảng viên đã bị kỷ luật oan, nơi đang cư trú hoặc làm việc. Như vậy, xin lỗi không chỉ là nhận ra sai lầm mà còn phải thể hiện sự cầu thị, quyết tâm sửa sai, lấy giáo dục làm chính, đoàn kết cán bộ, đoàn kết toàn đảng và phải bảo vệ uy tín của lãnh đạo, của chế độ. Thì nói chung là rất chỉ là đồng tình, là ủng hộ vì cái chỉ thị này, để mà có cái, nếu mà sai thì có cái sự sai, nói thẳng nói thật để dân nhìn nhận được là ví dụ như đảng mà làm sai á, nó có cái hối cải lại
để là lại lòng tin vì nhân dân. Và cái sự quan tâm của Đảng đối với quyền lợi của đảng viên, góp phần là củng cố là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố được cái niềm tin, tạo cái niềm tin vững chắc cho quân chúng đối với Đảng. Từ đó là quân chúng sẽ hăng hái phấn đấu để vào Đảng. Bên cạnh việc xin lỗi, quy định 117 cũng nêu rõ phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan, bao gồm việc đánh giá lại các quyết định kỷ luật, thực hiện các biện pháp bồi thường và khôi phục danh dự và uy tín của những người bị kỷ luật oan. Việc phục hồi quyền lợi cho tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan do chính tổ chức Đảng đã ra quyết định gây oan chịu trách nhiệm thực hiện. Tổ chức Đảng cần phải công khai thông báo về việc phục hồi quyền lợi và đưa ra những biện pháp cụ thể để bù đắp thiệt hại gây ra cho những đảng viên bị kỷ luật oan. Phục hồi quyền lợi về cái vật chất đó, thì trong quy định cụ thể, tức là phải đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nhưng mà đối với Đảng thì phục hồi thứ nhất là phục hồi danh dự là quan trọng nhất. Phục hồi danh dự và nhân phẩm là quan trọng nhất. Để rồi tất cả các ông chỉ đảng viên tin tưởng vào các cái chủ trương đường lối của Đảng. Để từ đó tạo niềm tin đối với Đảng, đối với nhân dân, đối với đảng viên, đối với cán bộ. Tạo nên một cái lòng tin rất cao trong đảng viên và tổ chức Đảng. Và cùng đồng thời đó là đề cao cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc là xử lý kỷ luật Đảng, và đồng thời cùng là nâng cao về cái trách nhiệm của đảng viên và tổ chức Đảng trong cái vấn đề này. Sau khi ban hành, quy định 117 đã thu hút sự chú ý, quan tâm của đảng viên cả nước, vì đây là văn bản có tính pháp quy đầu tiên của Đảng, cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức Đảng bị kỷ luật oan thì được phục hồi quyền lợi bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh. Đồng thời, quy định 117 là bước hoàn thiện quy định 22QĐTU ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đề cập đến quy định này, nhiều người cho rằng trong thực tế cuộc sống, chắc chắn không thể nào tránh khỏi được sai sót. Vì thế, làm thế nào để khắc phục được các kết luận oan sai mới là cái cốt của vấn đề. Về cái việc tổ chức giải quyết oan sai này thì cũng đề nghị có đại diện đầy đủ các cấp là đảng và chính quyền ở địa phương cơ sở hoặc cơ quan tổ chức nhà nước tại nơi đảng viên công tác hoạt động để làm căn cứ cơ sở, không những là giải quyết được mặt chính trị cho họ nhưng cũng đồng thời giải quyết được những việc uy tín của bà con trong xóm làng giềng, họ hàng, nội tộc, ngoại tộc của họ nữa. Tâm lý của các cán bộ đảng viên đó là cái tâm lý của họ là e ngại, thậm chí như kiểu bị kỳ thị á, nó cái tâm lý của con người mình nó như kiểu kỳ thị á. Thì trên cái cơ sở đó thì đề nghị đảng ta là cũng phải làm gì làm, nhưng mà phải xem xét cho nó kỹ lưỡng để làm sao đó để cho các cán bộ đảng viên đó, để cho họ có chí hướng phấn đấu. Ngoài việc phục hồi quyền lợi và xin lỗi, cũng cần thực hiện những biện pháp để ngăn chặn những trường hợp bị kỷ luật oan trong tương lai. Điều này có thể bao gồm cả việc cải thiện quy trình xem xét kỷ luật, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Trong quá trình phục hồi quyền lợi và xin lỗi, sự hỗ trợ và sự đồng cảm của các thành viên khác trong tổ chức đảng là rất quan trọng. Đảng viên bị kỷ luật oan cần được bảo đảm rằng họ không bị cô lập và bị xa lánh, mà thay vào đó là được đón nhận và được tái hòa nhập vào cộng đồng đảng viên. Trên hết, việc phục hồi quyền lợi và xin lỗi cho đảng viên bị kỷ luật oan là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự nhạy bén và cân nhắc. Tuy nhiên, nó là một bước quan trọng để xây dựng một tổ chức đảng vững mạnh, công bằng và đáng tin cậy. Trong cái quá trình xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thì cũng yêu cầu cả cái tổ chức ban ngành được giao cái nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ này là phải nghiên cứu sâu các cái văn bản để nắm chắc các quy định tránh bị oan sai. Và trong cái quá trình đó thì có thể xin ý kiến tư vấn của các cái ban ngành cấp trên cũng như các cái cơ quan có liên quan để tránh cái việc oan sai này. Trong nguyên tắc tổ chức trên đảng, nguyên tắc quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thế thì chúng ta biết rằng việc quy định đầy đủ chặt chẽ
các cái nội dung liên quan đến cái vấn đề xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng và đảng viên. Thì có thể nói rằng là đảng ta đã rất là trung thành và rất là công tâm khách quan trong việc xử lý những cái vấn đề nội bộ trong đảng. Đây cũng là cái cơ sở, là cái nét đẹp cũng như là sức hấp dẫn, sức thu hút rất lớn đối với cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khi mà người ta đang trên đường phấn đấu vào đảng, để rồi người ta được đứng trong một hàng ngũ, một cái tổ chức đảng mà nó có giá trị văn hóa, dân chủ và văn minh một cách thực chất như vậy. Mọi cán bộ đảng viên vi phạm thì bình đẳng trước quy định của pháp luật và quy định của đảng. Do vậy cái việc xử lý kỷ luật nó đòi hỏi phải tiếp tục lại đề cao cái vai trò trách nhiệm. Thứ nhất là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác xây dựng đảng. Thứ hai là cái vai trò tham mưu của Ủy ban kiểm tra các cấp phải được thể hiện và phải được nâng cao hơn. Cùng đồng thời cũng phải gắn với cái trách nhiệm của cái chủ thể, đặc biệt là cái người xem xét quyết định các cái vấn đề liên quan đến cái quyền lợi của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Từ cái chỗ đó thì tôi cho rằng là cứ ý thức và cứ vai trò trách nhiệm của lực lượng, đặc biệt là cái đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát thì chắc chắn sẽ được nâng cao hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trên cơ sở thi hành kỷ luật nghiêm minh mà bảo vệ đảng, phương châm tiến hành sửa sai là lấy giáo dục làm chính, đoàn kết cán bộ, đoàn kết toàn đảng và phải bảo vệ uy tín của lãnh đạo, của chế độ. Nghị quyết 117 cũng đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán, chính là đảng có sai thì phải xin lỗi để sửa lỗi. Đó là một cử chỉ rất văn hóa. Đó là văn hóa xin lỗi, sửa lỗi của cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng vững mạnh hơn.